Ok, xin mời chào toàn thể quý vị khán giả và quý vị đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Trong chương trình ngày hôm nay thì DVH muốn gửi tới toàn thể quý vị khán giả và quý vị là một cái lời thông báo tới các bác đang quan tâm về cái dòng sản phẩm vang JBL K9. Các bác chú ý nhá, K9 thôi chưa đủ, K9 có cái chữ FBK này. Có vang này thì trong cái tầm tiền, trong cái cửa giá chỉ có hơn 1 triệu thôi, thì em thấy con này là khá là ngon. Trong cái cửa giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. Mặt thì nó làm nhôm xước các bác nha. Các bác có thể nhìn kỹ giúp em này. Mặt nó làm nhôm xước rất là đẹp. Con này thì hàng nhập nguyên hộp, nhà máy bên Trung Quốc, và nhại rất là ok. Và nhại rất là ok thì đây, nhập về thì nó sẽ nguyên ở trong hộp xốp như này. Trong hộp thì có mỗi dây nguồn thôi, với cả sách hướng dẫn sử dụng. Cái con vang này thì nó có cả mạch chống hú này, tích hợp rất là nhiều thứ, tích hợp mạch chống hú này, kết nối Bluetooth và cả tổng quang luôn. Nói chung là tất tần tật, chả thiếu cái gì cả. Và cơ bản là mức giá nó rất là phải chăng, mức giá cực kỳ phải chăng. Và cái chất vang nhại thì em thấy là khá là ok trong cái tầm tiền. Ok, bây giờ em sẽ bật mic lên và sẽ test qua cái tiếng vang nhại cho các bác xem. Nói chung là thời gian vừa qua mà nhờ... alo, hơi bé, to tăng thêm một tí volume. Alo, 1, 2. Thời gian vừa qua thì cũng rất là nhiều bác quan tâm cái dòng sản phẩm này. Nhưng mà tuy nhiên là đợt vừa rồi hàng hóa nó hơi khó khăn, không nhập được về. Hôm nay thì trong chương trình ngày hôm nay thì đang test bằng một đôi loa dây các bác nhé. Một đôi loa dây là quánh sự kiện ngoài trời. Đôi này thì hôm nay thì em đang rảnh, em lôi vào trong nhà em bật nghe chơi cho nó vui thôi. Thực ra đôi này công suất rất là lớn, nó chuyên đánh ngoài trời cơ. Đang đánh một đôi dây bát 30 thôi nhá. Không đánh trầm, không đánh thì mấy cái loa ở dưới cả. Mấy cái loa ở dưới để kê cho đẹp thôi. Đấy thì đang kết nối một bộ mic này, một bộ mic là DB500C, mic liền pin sạc, một con vang JBL K9 và một con cục đẩy DK K2000 K21000 có màn hình rất là đẹp. Thì mời các bác nghe qua cái tiếng vang nhại của cái con vang này nhá. Nghe rất là ok luôn. Alo. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Thì các bác có thể nghe kỹ, các bác có thể nghe kỹ, con này thì nó là effect stereo nhá, tức là effect nó bên này và bên này nó độc lập. Thì các bác nghe được cái tiếng vang nhại, cảm giác hai bên nó chạy độc lập ra, chứ nó không phải là effect kiểu mono như ở trên âm ly các bác nhá. Nghe tiếng effect rất là hay. Em sẽ dùng một con tu vít hai cạnh. Em sẽ lấy một con tu vít hai cạnh này để em sẽ điều chỉnh, em sẽ thay đổi cái tiếng vang nhại này, điều chỉnh cái độ nhanh chậm. Rồi các bác đón nghe để xem cái sự thay đổi rõ rệt của nó nhá. Thì cái này là vang cơ mà, vang cơ rất là dễ dùng đấy, có cái gì đâu. Cái này là phần echo của nó này, các bác chỉ cần chỉnh delay và repeat này. Cái này là điều chỉnh độ dài của tiếng vang nhại, còn cái này là điều chỉnh cái độ nhanh chậm. Thì các bác nghe qua nhá. Bây giờ thì em sẽ vặn sang bên trái này một chút này, các bác nghe qua nhá. Alo. Một, hai. Vặn sang trái nghe rất là nhanh. Nhanh quá thì cũng không thể nào mà hát được. Nên là cái này chỉnh rất là quan trọng. Cái này thì thường DVH là hay chỉnh ở cái hướng khoảng độ 3 hoặc là 4 giờ chiều, 3-4 giờ chiều gì đó các bác nhé. Thì vang nhại vừa phải nghe sẽ rất là ok. Alo. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bác thấy không? Chỉnh vang nhại, chỉnh khéo khéo một chút thì alo rất là ok luôn. Đấy, rất là dễ. Cho vang cơ mà chỉnh rất là dễ. Toàn bộ thì đều sử dụng chỉnh bằng tua vít hai cạnh. Các bác có thể chỉnh bằng bút thử điện cũng được. Rất là dễ các bác nhé. Và đặc biệt là phải nói là cái điểm mà nhấn mạnh nhất ở cái con vang này, đó chính là giá. Về cái mức giá của nó rất là ok. Và cái khả năng chống hú. Con này có chống hú nhé. Các bác có thể tự do thoải mái hát gần loa, không lo rú mic gì đâu. Chống hú rất là ok. Rồi thì hiện tại thì bên em đang cung cấp cái sản phẩm này là hàng mới. Hàng mới nguyên hộp bảo hành 1 năm các bác nhé. Mới nguyên hộp bảo hành 1 năm và ship hàng toàn quốc cho các bác. Nếu hiện tại hàng về thì nó sẽ nguyên hộp như này. Thì các bác mua hàng thì bên em có thể hỗ trợ, có thể tặng thêm cho các bác một cái sợi dây AV để các bác mà đang dùng âm ly thì có thể kết nối từ âm ly, từ vang ra âm ly. Từ vang ra âm ly hoặc là từ vang ra đẩy cũng được. Cái dây Canon thì nó đắt tiền hơn một chút. Nếu các bác mà lấy dây Canon thì phụ thêm cho em một chút xíu thôi, vài chục nghìn. Em sẽ gửi hàng cho các bác. Em sẽ ship hàng toàn quốc theo đường bưu điện các bác nhá. Hôm nay thì làm clip và thông báo cho các bác là có hàng về thôi. Ok, xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip của DVH và xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại trong những clip sau.